Dễ em sao vậy? Anh biết em gái của em hả? Thì em là bạn của vợ anh. Thôi 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 thôi. Rồi đây là chồng của em. Anh tên Quý Ông Tiến Cấp. Đây là em gái của em. Hiện 18 tuổi và đang single. Trần Hoàng Nghĩa. Mở nhà hay gọi là Hồ Ngọc Hà. Nghĩa là Nghĩa là anh biết rồi. Biết rồi, sao anh biết Nghĩa? Chị Hà. Sao anh biết Nghĩa? Nghĩa anh biết rồi, thì Nghĩa hay đóng vai Hồ Ngọc Hà đó. Hay kiểu gì? Đội văn nghệ quận tư á anh. Dạ. Em giới thiệu hai chị. Đây là người anh chơi với em 6-7 năm nên như một người anh trai. Tên là Heo Rừng. Heo Rừng là ở nhà lộn. Anh tên là Vũ Đặng. Anh Vũ Đặng rồi. Nhưng mà ở nhà là Heo Rừng. Đây, chị đây là Meo Meo. Chị Mèo. Chị cũng chơi em rất là thân, chơi chung nhóm. Đó. Không, thấy Nghĩa hơi bối rối, Nghĩa nói cảm xúc đi Nghĩa. Không, bây giờ muốn... tự nhiên. Bây giờ thì tính là cười mặt đỏ hết trơn luôn. Anh thấy chương trình này giống của em không? Anh rất là muốn cảm xúc của em. Đúng rồi, bây giờ mình phỏng vấn cảm xúc của từng người, hiểu không? Thì em quá bất ngờ, em không nghĩ là anh. Sao giờ sao em không nghĩ là anh? Hồi nãy em biết đáng gì không? Ủa, anh bị lớn hơn Vũ hay ai đúng không? Bị lớn hơn nhất. Hôm nay giờ bắt anh trốn toilet rồi. Bị trốn rồi đấy, bây giờ. Á ghê. Nghĩa là người mà quá rành Huy với lại Linh rồi. Giờ Nghĩa nghĩ sao khi mà hai đứa mà kiểu về chung nhà giống vậy? Em nghĩ không có được đâu. Không sao vậy? Sao không được? Em thích là hay sao? Em không thích em hết. Cũng được, ghê không? Được. Ủa, nhưng mà sao em thích vậy? Thích? Ý là em không thích anh Huy hả? Hay là không thích chị? Với lại, tại cái gu chị phải là gu này. Chứ là... Gu này là của em. Gu này là của em. Anh Vũ ơi, người sao? Anh ấy anh Huy mới dạy nó vậy là vui lắm rồi, đàn hàng lắm rồi. Đối với anh không phải là vui mà là cái nhân vật của anh nó phải nhạt vậy đó. Tại vì nó là thương hiệu rồi, tại vì mấy số đầu á mình đã nhạt rồi. Mấy đầu là mình nhạt thiệt. Mình lúc đầu nhưng mà nhưng mà lúc sau là bắt em bắt là lúc sau là mình phải diễn cho nó nhạt. Nó khó ở chỗ đó. Đâu, em thấy có mấy tập anh cũng đi vòng vòng ra hát. Mặc dù em thấy là anh hát không có hay. Nhưng mà được cái là anh tự tin. Cái chỗ đó hát hay không bằng hay hết. Anh Huy có một ra một cái MV đó. Ghê vậy, ghê vậy. Có MV á. Trời ơi, nói mọi người đi là bài gì đó. Bài tất cả chánh ra. Tất cả chánh ra. Hey, ô mấy cô em đằng xa nè nè. Không, anh rất vui chương trình thôi. Người ta cứ hát mấy câu, hát có một câu vậy, đúng không? Bây giờ em muốn anh hát em cứ hôn mình cái. Mấy cô em đằng xa nên nè, thấy anh là mấy em kể hết ra nha. Ok, dừng okay, yeah, tay yeah, lại, vô. Vô sao? Vô gì? Hết rồi hả? Thời khúc đó ra hát. Thời khúc vô khúc rác rồi. Khúc rác để Nghĩa rác cũng hay. Mình nhìn mình chơi một bài chơi, ví dụ bây giờ đầu tiên là kể tập 6. Em kể tập 6 của anh Quy thử. Trời ơi, sao kể tập 6 của anh chứ vậy? Kể tập 6 của em đi. Thì anh Vũ kể của em. Đúng không? Anh Huy ăn nhiều nè, nói nhiều. Nói nhiều thiệt luôn á. Ăn nhiều, nói nhiều. Khoan nha, ăn nhiều, phải có người kế bên anh Huy còn ăn còn nhiều hơn nữa nha. Công nhận luôn á, là hả, Linh là ăn rất là nhiều luôn. Ăn gần hết cái dĩa nhưng mà không dừng lại. Hồi nào quá? Bữa đi chơi chung á. Ở trong khách sạn tới giờ chuẩn bị đi ngủ, 12 giờ. Ủa? Mì ra nó nấu mì, nó ăn mình đó. Ủa? Xí nha, sao đang từ Trần Anh Huy chuyển qua từ Linh vậy? Ủa? Bây giờ phải có đó. Tới nói tới vấn đề gì là mình phải bắt vô vấn đề đó liền. Trời ơi. Giờ em ra đây em nghe bạn em bóc mẻ. Ủa mà nãy giờ Nghĩa nó nói giỡn đó. Tại vì nãy giờ nói là để quăng miếng hài thôi chứ anh không phải là người vậy. Ai vậy hả? Anh còn hơn như vậy nữa hả? Trời ơi. Nghĩa. Anh đã làm biết bao nhiêu người đau khổ. Ý. Thương Nghĩa như một đứa con gái. Em phải tin anh chứ anh tin anh không? Không. Ăn cơm no say chờ lát nữa anh phải dọn cái đống này. Anh rửa chén đi. Thì sao Nghĩa, cuối cùng thì em thấy thế nào? Chị em biết là không có đi tới đâu nhưng mà em cũng chúc phúc cho chị là nguyên ngày hôm nay chị được vui vẻ. Thôi anh Vũ, tới lượt anh Vũ. Dạ, tới lượt anh Vũ. Không, Nghĩa này nói mà đi nghe đi. Rất là tổn thương. Nãy giờ là em núng nước mắt vô cho em ăn có được đâu. Ăn được đâu, chắc không nửa dĩa cơm mà ta.
Thì đó nó nói vậy giờ kệ đi em. Thì chia sẻ vậy được rồi em út mà. Đúng. Sao không đang quay đừng khóc nha em. Thôi tới tối về khóc xong. Vũ dị mèo nè, em phải nghe từ hai người này. Nghiêm túc người lớn. Người lớn. Em của em tối về em dậy lại. Thôi mèo nói đi em, anh thấy cũng ok. Ok. Anh thấy ok nhưng mà được cái là anh thấy tần số nó cũng tần số hai hai anh chị cũng ngang ngang nhau. Cũng bắt sống được, bắt sống được cảm xúc. Cũng lâu. Bắt sống được cảm xúc chắc cũng không biết bị hồi xưa. Vui á. Chị nghĩ có hợp với em không? Được về đồ nhây là thấy ok rồi đó. Được thì cho vô khu vườn bí mật được không? Duyên dáng gì vậy? Thăm một lần. Trời ơi, duyên dáng có 10 điểm. Băng miếng chiếu chiếu. Chào. Hello. Trời ơi, uống rượu nữa. Đây là loại rượu vang uống không sẵn. Em nó thích nhạc. Vô. Thử cái nha. Vô. Giống hai thằng bạn quá vậy. Chương trình đem lại lâu lắm rồi, đâu bây giờ có được đâu. Kể cả nếu mà tham gia những game show bình thường thì cũng khó cảm giác này. Rồi đi chơi cũng rất là vui, thoải mái. Em thì thích thoải mái vì vừa là thực tế vừa là chính mình. Lâu rồi mới đi kiểu đi chơi kiểu vậy á, chứ còn bình thường chắc phải là mấy năm rồi mới đi chơi kiểu mấy trò chơi ở trung tâm thương mại. Thương mại đâu biết ngay rồi, bởi vì tôi hẹn cái đó là đúng. Mặc dù cũng thích nhưng mà bận quá không thời gian đi, cũng ít đi, bạn bè cũng không ít đi hết. Giờ tới đi kiếm người yêu cũng phải lên sóng truyền hình. mà bây giờ kiếm sao mà kiếm gặp ngay đúng đứa em của mình, đúng đứa bạn thân của mình. Mà thường người ta có, dạo này anh hay có tìm hiểu kiểu yêu một người bạn thân thì sẽ như thế nào. Vậy có mấy bài hát hay có mấy bộ phim câu chuyện có mấy bài diễn hay lắm, kiểu giống như là chơi với nhau xong rồi kiểu lâu ngày kiểu thân thiết rồi đó. Anh còn coi phim yêu lầm bạn thân. Này em thấy anh chơi cái gì vậy, cái game gì vậy? Tôi chưa tới chưa đâu cho em xem thử. Anh gọi anh test thử thôi. Đâu cái máy ở đâu? Cái đó là cái máy phát hiện nói dối. Phát hiện được á? Phát hiện. Em không tin. Bây giờ chơi không? Chơi. Bây giờ để lấy cho anh chơi nha. Đây. Anh thấy ekip có chuẩn bị sẵn cái máy này để cho tụi mình chơi, thì anh ngồi anh test nãy giờ rồi. Anh thấy cũng rồi lần tiên thấy biết cái máy này luôn á. Cũng khá là cái này. Nó biết được thật hay giả nhỉ? Hả? Bây giờ nếu mà ai mà bây giật mạnh không vậy, em sợ giật cái gì không, cái này không có giật điện đó. Rồi hỏi đi. Anh hỏi anh trai không? Anh là con trai 100%. Cái anh hù em không giật mình thấy không, chắc chưa? Dạng ghê đi. Quá. Có gì đâu, sợ. Bạn trai cũ của em là ca sĩ phải không? Không. Ủa, tiếng gì vậy? Cái này nó đã phát hiện ra em nói dối. Nó sao? Em nhìn đi, nhìn chắc vô. Nhìn chắc vô. Em thấy gì chưa? Cảm nhận được gì không? Nó đã cảnh báo rồi. Là sao? Sao hoài vậy? Tại vì em đâu có nói gì đâu mà sao nó dối, giờ dối. Rồi bây giờ anh reset lại nha, bây giờ anh muốn hỏi trước đúng không? Ừ. Rồi reset lại nè. Anh chạy hết chứ? Không, anh hỏi đi. Rồi, anh từng yêu con trai chưa? Chưa bao giờ yêu con trai luôn, chưa bao giờ có suy nghĩ yêu con trai luôn. Thế á? Rồi. Đó, đúng sự thật. Tôi nói cái máy này không bao giờ nó dối được đâu. Em phải cảm nhận được là anh có nói thật hay nói dối đúng không? Cái máy này nó cho đúng hoàn toàn hoài luôn. À, anh muốn tạc là gì? Rồi. Để cho chị nhanh chơi.
anh đang phân vân nè, anh với Mù Tạt hả? Trời ơi, anh mà phân vân là nó sẽ giật cái liền. Ghê không? Ủa sao anh bấm cái nút gì để chạy nhanh mà? Anh bấm cái nút gì là anh chạy nhanh á? Tức được anh hỏi em. Giật mạnh không vậy? Không, anh chỉnh cấp độ nhỏ là vậy em. Rồi, bây giờ anh hỏi nha. Từ sáng giờ em đi chơi với anh, em có cảm thấy rung động không? Có. Đang dò cái độ trả lời này nha. Đang dò cái độ nó thật của em. Sao dò được, trả lời liền mà. Thì nó đang dò, nó đang nghĩ coi em nói đúng không. Có rung động là thật. Rồi tiếp. Em đi bên chưa? Chưa. Chưa. Nếu mà em nói thật á là nó sẽ không giật. Còn nếu nó giật á là em nói dối. Em nói thật mà. Nói. Em là... Ủa sao em lo lắng quá vậy? Luôn chân thật. Em luôn chân thật. Em sợ cái máy nó hơi bị có cái vấn đề. Cái máy này là đúng 98%. Đúng không? Nhiều khi nó không có vấn đề gì, nó không đúng á.